Kính chào quý vị đang đến với chương trình Luật sư doanh nghiệp được phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình VTV. Thưa quý vị, ngay từ những ngày đầu năm 2020 đã có những tín hiệu tích cực cho thấy sự vào cuộc mạnh mẽ của chính phủ ngay từ đầu năm trong công cuộc cải thiện môi trường kinh doanh Việt Nam. Đó là sự ra đời của nghị quyết số 02 với nhiều mục tiêu cụ thể. Đó là quyết định thành lập tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng về thúc đẩy cải cách, cải thiện môi trường kinh doanh. Tất cả chỉ nhằm mục đích cải thiện môi trường kinh doanh Việt Nam, nâng hạng của Việt Nam trên các bảng xếp hạng quốc tế về môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh quốc gia trong năm 2020 và các năm tiếp theo. Tuy nhiên, trong những mục tiêu đã được đề ra, mục tiêu nào thực sự vì doanh nghiệp, mục tiêu nào khả thi để có thể triển khai và hoàn thành? Nội dung trên sẽ được triển khai trong việc đề tài cải thiện môi trường kinh doanh. Chương trình tuần này phần 1 sẽ tập trung làm rõ những mục tiêu nào vì doanh nghiệp. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Môi trường kinh doanh Việt Nam năm 2020 sẽ có những thay đổi tích cực và quan trọng là thực chất. Chính phủ đã đặt ra những yêu cầu cụ thể để đảm bảo việc này. Cộng đồng kinh doanh đang chờ đợi để không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào. Đó chính là tinh thần của Nghị quyết số 02 năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành ngày 1 tháng 1 năm 2020. Nó khẳng định năm 2020 sẽ là một năm thay đổi thực chất cho môi trường kinh doanh Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp. Nhiều chuyên gia đã nhận định rằng những rủi ro do chính sách gây ra cho doanh nghiệp đang có xu hướng lớn dần lên và thậm chí là còn lớn hơn rủi ro thị trường. Các năm 2016 và 2018 đã ghi nhận nhiều nỗ lực cải cách, cắt giảm và đơn giản hóa điều kiện kinh doanh. Nhưng đến năm 2019, tiến trình cắt giảm điều kiện kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính dường như đã bị chậm lại. Các chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp hy vọng vòng tuần hoàn 2 năm sẽ lặp lại và năm 2020 sẽ lại ghi nhận những làn sóng cải cách đột phá. Năm 2018 thì chúng ta cũng đã rất thành công trong cái việc đưa ra một cái chỉ tiêu áp đặt buộc các bộ ngành thì phải tìm những biện pháp để cắt giảm đơn giản hóa 50% cái điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính kiểm tra chuyên ngành. Và với sự đôn đốc rất là quyết liệt của chính phủ thì chúng ta cũng đã thành công. Và phần lớn các bộ ngành đều đạt cái mức trên 50%. Tất nhiên là cái thực chất của cái 50% đó thì cũng còn phải bàn. Bởi vì cũng có những cái điều kiện kinh doanh nếu mà hai thứ hay là thủ tục, hai thứ mà sắp nhập là một thì thành giảm đến một nửa. Cũng có những câu chuyện như vậy. Cho nên theo cái tính toán sơ bộ của chúng tôi thì khoảng 30% các cái điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính, kiểm tra chuyên ngành đã được đơn giản hóa và cắt giảm một cách thực chất. Như vậy là vẫn còn cái dư địa rất lớn cho cái cải cách trong các lĩnh vực này. Và bây giờ thì, và năm nay thì cái việc ban hành những cái nghị định, những cái thông tư để tiếp tục cái hành trình cắt giảm các và đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh hay thủ tục hành chính nói chung ấy, thì xem chừng là có phần là ít sôi động hơn so với năm ngoái, so với năm 2018 là cái năm mà chúng ta thúc đẩy như là một cao trào. Và chính vì vậy cho nên tôi vẫn nghĩ là cái cần phải khơi dậy cái động lực của năm 2016 và 2018 trong năm 2020 này phải đẩy mạnh hơn nữa. Nghị quyết số 02 năm 2020 sẽ trở thành kim chỉ nam cho mọi hoạt động cải cách, cải thiện môi trường kinh doanh Việt Nam trong năm nay. Trong đó phải kể đến những quyết định được cho là hướng tới doanh nghiệp, không còn là những mục tiêu chung chung, ai muốn thực hiện thế nào cũng được. Có thể lấy những ví dụ cụ thể từ Nghị quyết 02 như sau. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục hoàn thiện dự thảo luật doanh nghiệp sửa đổi theo hướng bãi bỏ hoặc đơn giản hóa các thủ tục không cần thiết, không phù hợp nhằm rút ngắn thời gian và chi phí gia nhập thị trường. Hoàn thành và trình Quốc hội vào kỳ họp tháng 5. Nhiệm vụ này được cho là nếu thực hiện tốt thì sẽ gãi đúng chỗ ngứa của các doanh nghiệp hiện nay. Thì ví dụ như là công ty tôi gần đây chẳng hạn có thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh, thay đổi cả hình thức của doanh nghiệp từ trách nhiệm hữu hạn sang cổ phần, thì chúng tôi chuyển từ quận Bắc Từ Liêm sang quận Nam Từ Liêm. Thì chúng tôi làm hồ sơ thì tôi thấy phải ký rất nhiều các loại hồ sơ. Mà tôi chẳng biết là nếu hồ sơ đó để mà tôi đọc thì tôi cũng rất là mất thời gian. Tôi không biết là tôi ký vào để giải quyết các vấn đề gì khi mà cả một đống hồ sơ nộp lên cơ quan nhà nước không biết có ai xem không.
ai là người xem, ai là người kiểm soát cái hồ sơ đó, nó đúng sai hay như thế nào. Đấy, thực sự là rất là phiền phức. Thì chúng tôi làm mất tới hơn một tháng trời mới nhận được xong xuôi cái quyết định cuối cùng, là mới chuyển xong. Mà hơn một tháng trời chỉ việc cái việc là chuyển hình thức doanh nghiệp thôi. Đó, xong rồi đủ các thể loại, chuyển bảo hiểm, chuyển thông báo thuế, rồi các thể loại. Tôi thấy nó rất là mất thời gian. Tại sao những cái đó không phải là một cửa để cho doanh nghiệp phải đợi, trong khi hơn một tháng trời là rất nhiều cái chúng tôi đang diễn ra. Bộ Tài chính trong quý 1 năm 2020 kiến nghị sửa đổi Nghị định số 139 năm 2016 theo hướng lùi thời hạn khai nộp lệ phí môn bài vào ngày 30 tháng 1 của năm kế tiếp. Giám sát việc thực thi các quy định đối với thủ tục in, tự in hóa đơn và thông báo phát hành đảm bảo đúng thời hạn 4 ngày theo quy định. Trong đó thủ tục đặt in, tự in hóa đơn là 2 ngày, thông báo phát hành là 2 ngày. Đối với thủ tục mua hóa đơn, đảm bảo giải quyết ngay trong ngày. Là một số cái thủ tục hành chính mà trong cái quá trình mà doanh nghiệp khởi sự kinh doanh thì trước đây cũng chúng ta có thể gọi trước đây 5 năm 10 năm thì có thể là cần thiết. Tôi lấy ví dụ như cái thủ tục về công bố nội dung đăng ký kinh doanh. Thì trước đây có thể nói rằng là quay trở lại quá khứ thì khi mà chúng ta chưa ứng dụng được công nghệ thông tin, khi mà cái thông tin về doanh nghiệp gần như là các bên có liên quan là rất khó để có thể có được. Thế như vậy thì cái yêu cầu là công bố cái nội dung đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp mới thành lập trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên các trang website là có thể hữu ích đối với công chúng, vì họ sẽ có thể có thêm cái thông tin về những cái doanh nghiệp mới thành lập. Thế tuy nhiên cho đến nay thì khi mà Bộ Kế hoạch Đầu tư đã xây dựng xong và hoàn chỉnh cái bộ gọi là cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thì gần như cái thông tin đó có thể truy cập một cách dễ dàng 24 giờ trên ngày và 7 ngày trên tuần và 365 ngày trên một năm. Và gần như những cái thông tin cơ bản về doanh nghiệp là được truy cập một cách miễn phí và ngay lập tức có thể dùng các cái ứng dụng hay cả trên mobile phone hay là trên máy tính. Thì như vậy cái thủ tục về công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp khi doanh nghiệp đăng ký thành lập mới hay đăng ký bổ sung thay đổi những nội dung đăng ký kinh doanh đã trở nên không còn cần thiết nữa. Tuy nhiên nó lại tạo ra một thủ tục hành chính và lại tạo ra một cái phí tổn cho doanh nghiệp, đó là doanh nghiệp phải trả một cái khoản lệ phí nhất định. Thế thì lần này sửa đổi luật doanh nghiệp chúng tôi cũng rà soát tương tự những cái thủ tục như vậy và sẽ bãi bỏ. Bãi bỏ có nghĩa là doanh nghiệp sẽ không phải làm các thủ tục như vậy. Bộ Xây dựng rà soát lại quy trình, thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhằm rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và thanh tra, kiểm tra xây dựng không quá 50 ngày. Mục tiêu này cũng được đề ra nhằm đảm bảo cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút các nhà đầu tư. Đúng là cái thủ tục mà chính phủ vừa rồi phát động là phải đơn giản cái thủ tục. Nhưng tôi nghĩ rằng là đơn giản như thế, nhưng bây giờ ai là người đứng ra để mà xác định rằng cái thủ tục này phải sắp xếp lại, phải gạt bỏ lại, kết hợp lại với nhau thì chúng ta mới gọi là hô lên, nhưng mà làm cái thế nào thì chưa ai nói cả. Đây tức là cái hô hào mà là cần thiết rồi, là được bước một, nhưng mà cái bước hai là làm thế nào để thu gọn được cái thủ tục hành chính thì ai làm, ai là người chịu trách nhiệm thì tôi thấy còn khó lắm và còn đang là trông chờ của các doanh nghiệp và người dân để nhìn vào các cái thủ tục ấy như thế nào. Thì đấy là những cái mà tôi nghĩ là bước thôi thì cũng mừng là bước đầu người ta nhìn thấy là người ta thấy được là đã, nó phức tạp, nhưng mà làm thế nào để cải tiến được. Nghị quyết số 02 năm 2020 nêu rõ, trong quý 1 năm 2020, việc cập nhật và công bố các thủ tục hành chính liên quan đến cấp các loại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, công khai bảng so sánh các điều kiện kinh doanh trước và sau khi bãi bỏ, đơn giản hóa phải được hoàn tất. Để làm được việc này, họ sẽ phải ra soát và gọi tên từng điều kiện kinh doanh, từng thủ tục hành chính đã thay đổi. Trên cơ sở đó, công khai trên cổng thông tin của các bộ, ngành. Như vậy, sẽ có đầy đủ bức tranh về quá trình cắt giảm điều kiện kinh doanh ngay trong quý 1 năm 2020. Môi trường kinh doanh hiện nay, cái khoảng này đang là khoảng trống. Lợi ích của ngành là rất là đậm nét. Về địa phương, cả ông chủ tịch, cả ông phó chủ tịch nói là thế này. Cứ mà lên bộ là rất sợ, là bởi vì không biết khi nào cho xong, không biết gặp ai cho đúng. Cho nên họ nói là trên dưới, trên nóng, dưới nóng nhưng mà giữa chưa nóng. Bên cạnh đó, một trong những tín hiệu mới cho công cuộc cải cách năm nay, đó chính là thông tin Thủ tướng thành lập tổ công tác đặc biệt
về thúc đẩy cải cách, cải thiện môi trường kinh doanh. Tổ công tác này sẽ thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch đáp ứng đúng quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, yêu cầu của kế hoạch thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025. Theo đó, sẽ cắt giảm ngay những quy định là rào cản đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, ngăn chặn việc phát sinh những quy định mới, làm tăng chi phí và rào cản cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Việc cắt giảm phải lượng hóa được lợi ích mang lại cho doanh nghiệp và xã hội, không gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động, quyền và lợi ích chính đáng của doanh nghiệp. Làm đâu chắc đấy, không phong trào, không hình thức. Mục tiêu trong giai đoạn từ nay đến năm 2025 sẽ cắt giảm ít nhất 20% số lượng văn bản đã ban hành thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, Thủ tướng, Chính phủ. Ít nhất 20% chi phí chính tuân thủ quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh trong mỗi năm. Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật, nhất là thông tư. Là gần đây chính phủ đã liên tiếp có những cái sáng kiến, những cái đột phá để mà thực hiện cải cách quy trình đầu tư theo tinh thần nghị quyết 35 và nghị quyết 102. Thay vì năm ngoái chúng ta thành lập các tổ công tác do một phó thủ tướng, năm nay chúng ta là thành lập hẳn một tổ về thể chế cũng do một phó thủ tướng, bộ trưởng bộ tư pháp dẫn đầu và sẽ thực hiện cái việc mà nhận diện, xử lý sớm, nhanh, trực tiếp và hiệu quả những cái vấn đề về thể chế. Đây là một đột phá mới, chúng tôi cho rằng là sẽ là một cái mô hình tích cực cần được duy trì, và nếu làm tốt nó sẽ giúp chúng ta là xử lý nhanh, thậm chí tại chỗ, thậm chí tức thời những cái vấn đề về thể chế trong cái phân cấp thẩm quyền mà chính phủ được phép cũng như là cái tổ công tác đặc biệt này được phép. Năm nào thì chính phủ cũng ra những nghị quyết từ đầu năm để giải để mà tiến hành thực hiện cái nhiệm vụ kế hoạch của cái năm 2020. Thì tôi cho là những cái điều khoản ở trong nghị định như thế là rất là đầy đủ. Trước hết bao trùm chung ấy là năm nay chính phủ sẽ tiếp tục theo đuổi cái con đường là một vấn đề là chính phủ liêm chính, minh bạch, công khai và thông thoáng. Ta thấy là sau khi mà Quốc hội đã định hình cái kinh tế bằng những chỉ tiêu đó thì thường thường theo một cái chung ấy là năm nào chính phủ cũng ra những nghị quyết 01 và 02 để triển khai thực hiện. Thì ta thấy đây là một cái mà cũng là những cái định hình của chính phủ để phát triển. Thế thì cả hai cái nghị quyết này tôi thấy là hàng năm nó đều phát huy tác dụng. Ví dụ như là phải cải thiện cái môi trường kinh doanh hay là nâng cao cái năng lực đầu tư, là nâng cao cái năng lực cạnh tranh. Đấy là những cái đó. Mà những cái, hay là đặc biệt là cái cải cách thủ tục hành chính. Thế thì đặc biệt năm nay là thành lập một cái tổ riêng, một cái tổ để theo dõi. Thì ta thấy là cái bối cảnh trong cái thực tế hiện nay của chúng ta thì không ai nào tự tước bỏ cái quyền lực của mình hay là tự lấy đá gẻ chân, nghĩa là tháo dỡ những điều kiện, những rào cản để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, mà anh phải tạo ra những cái rào cản đó để anh tạo ra cái đặc quyền đặc lợi cho anh, cái đấy gây khó khăn cho doanh nghiệp. Mà vấn đề này chính phủ đã nhìn thấy rất rõ, mà chính phủ đã yêu cầu một cách hết sức là quyết liệt, nhưng mà thực tế cái việc này triển khai và tiến hành còn rất là chậm, cho nên đây là một vấn đề tôi nghĩ là trọng tâm cốt lõi. Rõ ràng có thể nhìn thấy ngay những nỗ lực của chính phủ trong việc chỉ đạo hành động và thực hiện mục tiêu cải cách vì doanh nghiệp. Bởi có thể thấy rõ, những phương hướng hành động đều xuất phát từ những khó khăn và rào cản thực tiễn mà doanh nghiệp đang gặp phải. Có lẽ, những tín hiệu vui ngay từ những ngày đầu năm 2020, cộng đồng doanh nghiệp có quyền hy vọng vào một năm cải cách thực chất, môi trường kinh doanh thực sự cải thiện, tạo động lực để doanh nghiệp đầu tư kinh doanh. Trong bảng xếp hạng môi trường kinh doanh Doing Business 2020, Việt Nam xếp hạng thứ 70. Kết quả này cũng đã là khá tốt. Tuy nhiên, Việt Nam hoàn toàn có thể làm tốt hơn thế nữa, bởi vì Việt Nam trong 2 năm liên tiếp gần đây đều không có sự cải thiện về thứ hạng. Do đó, có một số việc mà Việt Nam có thể làm ngay, đó là đơn giản hóa các thủ tục hành chính, đơn giản hóa các thủ tục đăng ký và cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp. Đó là nhận định của ông Jack Morrissey, chuyên gia kinh tế trưởng Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, khi nói về môi trường kinh doanh Việt Nam trong cuộc trao đổi với phóng viên kênh truyền hình VTV. Kính mời quý vị cùng theo dõi. I'm Linh from VTV. Thanks for joining us today. Xin chào và cảm ơn ông đã tham gia chương trình. Thưa ông, trong báo cáo điểm lại bản ra mới nhất của Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Thế giới đã khuyến nghị rằng một trong những ưu tiên của Việt Nam hiện nay nên là
việc làm thế nào để khu vực kinh tế tư nhân được phát triển mạnh mẽ và năng động. Tuy nhiên, như ông đã biết, vẫn còn rất nhiều rào cản cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển ở Việt Nam, trong đó có gánh nặng từ thủ tục hành chính rườm rà, hay là việc thiếu những sân chơi công bằng cho doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp nhà nước. Vậy ông đánh giá như thế nào về sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân của Việt Nam trong thời gian qua? Và Việt Nam cần làm gì để giúp khu vực kinh tế tư nhân phát triển? Thực ra đánh giá tổng quan của tôi thì vẫn khá lạc quan về sự phát triển của khu vực tư nhân ở Việt Nam. Tuy nhiên, đúng như bạn vừa đề cập, thì vẫn còn một số rào cản nhất định. Thực tế là chúng ta đánh giá những rào cản này cho một đối tượng và chúng ta gọi nó là khu vực tư nhân. Nhưng khu vực tư nhân thì không phải là một cá thể. Chúng ta có các doanh nghiệp FDI, các doanh nghiệp nhà nước, các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tất cả loại hình doanh nghiệp này là khác nhau. Có loại hình này thành công hơn loại hình khác. Như bạn có nói đến các rào cản và những khuyến nghị có nêu trong báo cáo điểm lại của Ngân hàng Thế giới, thì những gì mà chúng tôi nêu ra trong bản báo cáo này chính là những gì mà chúng tôi nghe được từ chính các doanh nghiệp. Đó là những khó khăn và rào cản mà chính các doanh nghiệp kể ra. Và một trong những rào cản lớn nhất của các doanh nghiệp hiện nay chính là khả năng tiếp cận vốn và tài chính. Đây có thể coi là khó khăn lớn nhất của khối các doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay. Họ rất khó có thể tiếp cận được nguồn tín dụng từ ngân hàng. Do vậy, một trong những rào cản cần được gỡ bỏ hiện nay chính là làm thế nào để các doanh nghiệp có thể tăng khả năng tiếp cận tín dụng. Bên cạnh đó, cũng trong báo cáo điểm lại, chúng tôi cũng nêu rõ việc cần thiết phải phát triển được thị trường vốn, trong đó có thị trường chứng khoán, trái phiếu, vân vân. Theo ông, với những rào cản như hiện nay, thì Việt Nam cần làm gì để khu vực tư nhân có thể phát triển? Như tôi đã đề cập, thì đầu tiên là cần phải gỡ bỏ được những rào cản trong việc tiếp cận vốn và tín dụng. Và việc này nên được nhìn nhận là việc làm ưu tiên hàng đầu nếu muốn khu vực tư nhân phát triển. Bên cạnh đó, cũng cần phải có một môi trường kinh doanh thật sự tốt cho các doanh nghiệp. Như bạn đã biết, trong bảng xếp hạng môi trường kinh doanh Doing Business 2020, Việt Nam xếp hạng 70. Kết quả này cũng là khá tốt. Tuy nhiên, Việt Nam hoàn toàn có thể làm tốt hơn thế, bởi vì Việt Nam trong 2 năm liên tiếp gần đây đều không có sự cải thiện về thứ hạng. Do đó, tôi nghĩ là có một số việc mà Việt Nam có thể làm ngay. Đó là đơn giản hóa các thủ tục hành chính, đơn giản hóa các thủ tục đăng ký, cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cần tiếp tục phát huy và triển khai các thủ tục điện tử, bởi nó sẽ giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho các doanh nghiệp. Tóm lại là tôi có 2 kiến nghị, đó là tăng khả năng tiếp cận tín dụng và đơn giản hóa thủ tục hành chính. Ngân hàng Thế giới trong thời gian qua đã nhấn mạnh rằng sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam không nên phụ thuộc quá nhiều vào vốn đầu tư nước ngoài FDI. Đã đến lúc Việt Nam nên lựa chọn những nguồn FDI chất lượng tốt thay vì chỉ chú trọng đến số lượng. Vậy ông có thể phân tích ngắn gọn vấn đề này? Thực ra thì ai cũng biết nguồn vốn FDI là rất quan trọng. Tuy nhiên, có thể thấy là trước đây, Việt Nam chỉ luôn chú trọng đến số lượng dòng vốn FDI chảy vào đất nước. Nhưng tôi nghĩ là gần đây, chính phủ đã nhận ra là cần phải làm những điều khác hơn thế. Bằng chứng là đã có những nghị quyết mới, có những chính sách mới, khẳng định rằng chất lượng của dòng vốn FDI mới là điều quan trọng hơn cả. Bởi vì việc có bao nhiêu tiền được chảy vào Việt Nam không quan trọng bằng việc những dòng tiền đó mang lại lợi ích gì cho địa phương và người dân địa phương. Lợi ích có thể đến từ việc nó tạo thêm nhiều công ăn việc làm. Nó cũng quan trọng, nhưng quan trọng hơn nữa thì là việc nó giúp gia tăng sự phát triển như thế nào, trong đó có việc chuyển giao công nghệ. Bạn thử tưởng tượng xem, nếu một công ty nước ngoài đến đây và có thể chuyển giao được công nghệ hiện đại cho doanh nghiệp trong nước, thì đó có lẽ là lợi ích lớn nhất mà doanh nghiệp nước ngoài kia mang lại. Tương tự như vậy với việc đào tạo. Nếu bạn được làm việc trong một doanh nghiệp nước ngoài, bạn sẽ được đào tạo và học hỏi được nhiều điều. Và tôi cho rằng đó là những lợi ích vô giá cho Việt Nam. Bạn có thể thấy là trong vòng 5 năm, thì việc các doanh nghiệp nước ngoài có ở lại Việt Nam nữa hay không, không còn quá quan trọng. Thực ra thì nó cũng là một vấn đề, nhưng quan trọng hơn cả là nếu họ có rời đi, thì lao động của Việt Nam cũng đã được trải qua quá trình đào tạo và làm việc rồi. Và người Việt Nam sẽ ở lại Việt Nam và có thể tự gây dựng được doanh nghiệp của mình. Bạn biết không, đã từng có thời gian trước đây, cách đây nhiều năm rồi, Việt Nam đã từng rất khó khăn trong việc thu hút được nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Bởi lúc đó, Việt Nam chưa có đủ sức hấp dẫn cho các nhà đầu tư nước ngoài. Nhưng Việt Nam ngày nay đã khác rồi. Việt Nam hiện nay đang có rất nhiều lợi thế trong tay.
đó là một nền kinh tế ổn định, một môi trường chính trị ổn định, một lực lượng lao động tốt, vân vân và rất nhiều lợi thế khác. Và đó là điểm thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Do vậy, với chiến lược của Việt Nam như hiện nay là chú trọng vào nguồn vốn FDI chất lượng cao, thì cũng không cần phải quá chú trọng đến việc làm thế nào để thu hút tràn lan các nhà đầu tư nước ngoài. Cái mà Việt Nam cần hiện nay ở các nhà đầu tư nước ngoài chính là việc họ phải chia sẻ công nghệ và phải đào tạo được nhân lực. Do vậy, tôi nghĩ với Việt Nam hiện nay không phải là thu hút càng nhiều, mà phải là thu hút được nguồn đầu tư nước ngoài càng chất càng tốt. Một lần nữa, rất cảm ơn ông đã tham gia cuộc trao đổi. Chương trình Luật sư Doanh nghiệp tuần này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Và đừng quên, chương trình Luật sư Doanh nghiệp được phát sóng vào khung giờ 21 giờ 15 phút thứ ba hàng tuần. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình tại website www.vitv.vn hoặc cập nhật qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.